Xin chào các bạn, mình là Hoài. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu một cái series mới để giới thiệu về Play Framework. Thì thứ nhất là chúng ta làm sao để bắt đầu với Play Framework. Thì có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là các bạn sử dụng Command Line. Thì mà để sử dụng Command Line thì chúng ta sẽ chạy lệnh Activate New. Thì bạn nào mà chưa có Activator thì có thể xem những video trước. Bạn sẽ CD vào nơi mình để số code. Đấy thì mặc định nó sẽ cung cấp cho bạn 6 lựa chọn. Và xuyên suốt trong những series này thì mình sẽ chỉ dùng Scala thôi. Các bạn sẽ điền tên của project. Ví dụ ở đây mình điền một tên bất kỳ đó là Play Scala Basic. Đó thì theo như hướng dẫn, các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ CD vào project của mình và chạy Activator Run. Thì sau khi mà nó khởi chạy xong ấy, thì nó sẽ báo chúng ta biết rằng là nó sẽ chạy trên cổng 9000. Bạn sẽ mở localhost và chạy cổng 9000. Thì bạn thấy đây là giao diện mặc định của Play Framework Scala. Thế thì ngoài 6 lựa chọn trên thì mình sẽ giới thiệu các bạn một vài option nữa để chúng ta có nhiều cái lựa chọn hơn. Thì chúng ta sẽ vào trang thì chúng ta vào trang typeset.com activator templates. Ở đây thì nó cho các bạn rất nhiều lựa chọn. Thì chúng ta sẽ chọn cái template nào với những kỹ thuật mà chúng ta muốn. Ví dụ như các bạn đang tìm hiểu về database, chúng ta sẽ lựa chọn database. Thì ở đây là những cái template mà liên quan đến database. Các bạn để thấy như ví dụ như là template Hello Slick, chúng ta có Slick.
có Scala hay là Computer Database Scala. Đấy, rất nhiều những option đây và các bạn có thể lựa chọn. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng cái template Hello Scalize JDBC. Thì làm cách nào để mà có thể lấy được cái template này xuống thì có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là các bạn chạy các bạn chọn từ trình duyệt UI, thì cái này mình sẽ nói sau. Cái thứ hai là các bạn thể download trực tiếp từ GitHub. Thì đây mình có Scala Live JDBC. Chúng ta sẽ chạy lên tương tự. Để thoát khỏi cái này, chúng ta dùng Ctrl C. Các bạn chạy như vừa rồi. Sau khi chạy xong thì chúng ta sẽ kiểm tra. Cái framework này sẽ tạo DB cho chúng ta và nó hỏi bạn là có muốn apply, có muốn chạy cái DB này không. Mình sẽ ok. Ok, vậy đây là cái template mà mình vừa download xuống. Các bạn có thể download rất nhiều template xuống và xem source code. Còn cách thứ hai là thì như thế nào? Cách thứ hai thì chúng ta sẽ chạy theo cái cú pháp sau. Thì với cú pháp này chúng ta sẽ chạy tương tự.
chúng ta sẽ chạy là activator new hello gd ec and template name. Thì ở đây chúng ta sẽ có được cái template name. Đó, thì sau đó chúng ta sẽ cd vào như bình thường. Và chúng ta sẽ chạy. Chạy lại cái link này. Và tương tự như vừa rồi thì chúng ta sẽ khởi tạo DB cho nó. Đó, chúng ta sẽ thu được một kết quả giống như nhau. Và một cách nữa là các bạn có thể download trực tiếp từ GitHub. Có thể download trực tiếp từ đây. Đó là một vài cách mà chúng ta có thể dùng bằng command line. Ngoài ra thì các bạn phải có một cách nữa nếu như các bạn có sự cài đặt IntelliJ. Nếu như các bạn có cài đặt IntelliJ thì chúng ta sẽ tạo mới một project. Chúng ta sẽ chọn là Activator. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều template mà IntelliJ cung cấp cho các bạn sẽ chọn một cái template nào mà các bạn muốn. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn mình sẽ chọn play call thôi. Mình chọn cái này đi.
có play, sys, coda.js và sys. Một số bạn khi mà mới chạy IntelliJ lần đầu thì chúng ta chưa setup cái này, thì chúng bạn nhớ là sẽ phải setup cái này, bấm menu và setup nó và dẫn đường link đến nó. Các bạn finish. Ok, sau khi mà bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng sử dụng được cái trục code này. Thì dùng IntelliJ thì nó lâu hơn một chút, bởi vì khi các bạn chọn thì nó mới download trục code về. Thì chúng ta sẽ có một cái trục code với một cái project có tên là như chúng ta đã chọn ở đây, PSIS. Thì tương tự như vậy, khi các bạn khởi chạy các bạn cũng sẽ CD vào nơi vào project và run activator run. Các bạn có thể chạy ngay bằng IntelliJ, nhưng mà trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy bằng một cách thôi cho nó đồng nhất. Ở đây đảm bảo rằng là máy của mình thiếu GRUN, nhưng mình nghĩ nó vẫn sẽ vẫn chạy được. Bởi vì máy mình thiếu GRUN lên mình không thể chạy được cái template này. Thì ok, trước mắt đấy là những cách mà bạn có thể start với Play Framework. Và ở video sau thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cấu trúc của Play Framework. Chúc bạn vui vẻ.